Các bạn nghe tiếp phần 3 câu chuyện của nàng thê, chuyện dài của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Giọng đọc tác giả. Sau này, khi tôi lên tầng tảng sinh thứ 21 trước khi rời ngục tối, tôi được vị phán ngục cho biết tôi ban đầu chính là con gái vua Thanh Đế, một vị vua cai quản luật lệ trên nước trời. Tôi là cô gái đẹp nhất trong số các cô con gái của vua cha. Cha tôi là một vương trời nghiêm khắc đến hà khắc, nên khi biết tôi yêu một chàng học trò nghèo làm nghề đốn củi, và chàng đã đốn phải cây gỗ quý, vua Thanh Đế đã giáng tôi xuống trần gian làm một tiểu ni cô. Tôi khi ấy không biết cha mẹ mình là ai. Tôi lớn lên ở một ngôi chùa hưu quạnh bên rừng. Hàng ngày tôi giúp sư thầy thắp đèn châm hương. Tóc tôi đã dài ngang lưng, mà sư thầy vẫn chưa cho tôi xuống tóc. Khi tôi 16 tuổi, đấy là tuổi sư thầy ban cho khi ông nhặt được tôi ngoài cổng chùa, tôi quen một chàng học trò. Buổi sáng hôm đó trời rất đẹp, nắng nhẹ nhàng thổi từng tia óng vàng xuống mảnh sân chùa. Người con trai ngồi tư lự trên cái ghế được làm bằng một xúc gỗ đặt cạnh lối đi vào chùa. Trên tay chàng là một cuốn sách. Khi tôi đi dọn chân hương trên những ngôi mộ trong vườn chùa, tôi nhìn thấy vẻ mặt buồn ngơ ngác của chàng. Tôi như người mộng du, cứ đứng ngây người nhìn chàng học trò, khiến chàng đang từ vẻ mặt buồn chuyển sang ngạc nhiên. Đôi mắt chàng nheo lại như mắc chứng đục mắt. Chàng học trò cất giọng: "Tiểu ni cô, nàng vẫn chưa xuống tóc, hay nàng sẽ không xuống tóc?" Tôi thật bối rối, không biết trả lời ra sao. "Đúng rồi," chàng học trò buông cuốn sách xuống ghế. "Đêm qua ta đã mơ thấy một giấc mơ thật kỳ lạ." Tôi lễ độ hỏi: "Thí chủ đã mơ thấy gì vậy? Có thể kể với ta chăng?" "Ta mơ gặp một nàng bên đầm Nam Sương. Khi ta tỉnh dậy vẫn còn mùi hương đâu đây. Tỉnh dậy ta nhớ ra gương mặt nàng ấy rất giống nàng, nên ta ra đây. Giờ ta không biết nàng ấy là nàng hay nàng chính là nàng ấy nữa." Rồi chàng mỉm cười. Tôi vẫn lễ độ: "Phải chăng thí chủ đang mộng?" Chúng tôi cứ thế ngày ngày nói chuyện cùng nhau. Tôi đã quen với sự có mặt của chàng học trò. Nhiều khi chàng đọc cho tôi nghe những câu thơ trong trang sách trên tay chàng. Tôi thường không ưa thích thời khắc hoàng hôn. Khi đó những cánh hoa trở nên đờ đẫn, đứng trơ khớp dưới bầu trời đang tím dần. Đứng trơ khớp sầu muộn. Hoàng hôn không rì rào, không vồ vập như bình minh. Tôi có cảm giác hoàng hôn đang ăn tươi nuốt sống mọi sinh động trên mặt đất. Mọi sự bị ăn nham nhở như quả táo bị tẩm độc. Vì thế hoàng hôn trở nên đẹp đến u sầu. Vẻ đẹp ấy khiến tôi run rẩy. Những kẻ tự cho mình có chân đạo thường kìm chế để không bị quyến rũ trước bất kỳ cám dỗ nào. Nên tôi hào hứng chờ đợi thời khắc hoàng hôn đi qua. Tôi sắp một dãy nến chuẩn bị cho đêm đen. Sư thầy ngồi sắp bằng trước các đấng hàng linh. Tôi ngồi nép phía sau, tóc xõa vai cùng niệm kinh Phật. Đôi khi sư thầy ngẩng lên, nói vọng vào thinh không, tiếng mảnh như khói hương: "Con hãy cột tóc vào." Tôi sợ hãi vo tóc thành một cuộn sau gáy và lại xếp bằng. Nhưng tôi ngồi niệm mà lòng ngổn ngang. Tôi như nghe văng vẳng những câu thơ mà chàng học trò đã đọc buổi sớm mai. Trong thẳm sâu, trái tim đập cùng vũ trụ, từng nhịp thời gian quỷ quyệt hiền từ. Hàng ngày tôi đi đâu làm gì cũng như nhìn thấy chàng học trò. Hàng đêm tôi cầu nguyện cho chàng. Dường như mọi niềm yêu sống của tôi giờ đây chỉ một lý do duy nhất là chàng. Một ngày, sư thầy cho gọi tôi đến bên một gian nhà bí mật sau vườn. Gian nhà này có hình nấm hương mới nhú, được đắp bằng đất sét và bôi than củi cho sẫm màu. Không có cửa sổ, thậm chí tôi cũng không nhìn thấy cửa ra vào. Hằng khi tôi thường đứng bên ngoài nhìn ngó căn nhà, nhưng chưa một lần dám thử tìm cánh cửa ra vào. Tôi được sư thầy dạy rằng
không được phép chạm vào bất cứ thứ gì không thuộc về ta. Sư thầy lấy bàn tay khẽ đẩy nhẹ vào một cái rãnh nhỏ, cửa từ từ mở ra. Ông bảo tôi, con hãy ngồi vào cái mật thất này cùng quyển sách kinh. Ở trong đó chỉ có một lỗ nhỏ duy nhất, cho ánh sáng lọt vào. Con hãy niệm kinh và ngẫm ngợi. Tôi cầm cuốn kinh thầy đưa, cúi chào người rồi rậm bước vào mật thất. Tôi không kịp có cảm nhận gì thì bóng tối đã bao trùm. Tiếng bước chân sư thầy xa dần khỏi vườn sâu. Cố gắng định thần tĩnh trí, tôi nhận ra luồng ánh sáng yếu ớt lọt qua một lỗ nhỏ, xuyên thẳng vào mật thất như mũi kim nhọn. Tôi mang cuốn kinh, chìa ra chỗ có luồng sáng, ngồi như cách của thiền sư, khẽ đọc thành tiếng những lời chấp kinh của nhà Phật. Tôi đã ngồi như thế bao nhiêu lâu rồi? Thời gian trôi qua, không ấn định trong tôi niềm tín cẩn với mỗi chuyển động sống. Tôi đọc kinh trong ánh sáng u huyền, trong nỗi thổn thức của đứa con gái, bỗng nhiên thấy trong cơ thể mình chảy ra những giọt lạnh. Tôi lấy tấm áo khoác ngoài lau chùi, giơ lên phía ánh sáng, thấy máu đỏ nhòe nhoẹt. Tôi nhét áo xuống dưới thân thể, nhưng máu vẫn rỉ ra như thách thức. Tuy nhiên tôi không hề hoảng sợ, có thể ngày mai tôi không còn trên cái cõi sống này. Điều đó cũng giống như tôi sẽ ra khỏi cái mật thất lạnh lẽo cô quạnh để đi tìm một miền ánh sáng mới, yêu thương và huyền diệu. Có thể đây chỉ là một thách thức nhỏ, và ngày mai sự thể này sẽ qua đi như cơn chóng mặt đau đầu. Nhưng mỗi thời khắc trôi qua, máu lại ra rất nhiều, khiến tôi có đôi chút luống cuống và hoảng sợ. Một vài giọt máu đã vương trên trang sách Phật, thấm đẫm và đỏ bầm, không có cách gì chùi sạch. Tôi đã suýt khóc, nhưng rồi máu dần cầm lại, cái áo thấm máu đã khô dần. Một mùi tanh nồng lên trong mật thất, nhưng cũng khiến cho tôi bớt đi cảm giác trống trải, giống như vệt ánh sáng kia. Nếu không có nó, tôi sẽ không phân định được màu sắc, giống như cái lỗ nhỏ xíu kia. Nếu không có nó, tôi sẽ không phân định được âm thanh mơ hồ đang vọng vào từ bên ngoài. Tôi nhớ ra đã khá lâu tôi không ăn chút gì. Sư thầy cố tình hai người đã quên bỏ bữa cho tôi, dù chỉ là cái bánh sắn khô. Bên trong mật thất có một hũ nước mưa và một cái muôi gỗ nhỏ. Tôi múc nước, ngửa cổ cho từng ngụm nước trôi từ từ vào cuống họng. Những giọt nước mát chảy trong huyết quản, như cả một trời mưa tưới trên sa mạc, thấm đẫm và tươi rói. Rồi tôi cảm thấy mình như đang trôi đi, trượt dần và xoáy từ từ trong một cái hang sâu hun hút. Những vòng xoáy ốc của hang khiến cho cơ thể tôi lắc lư xoay theo. Trong tay tôi chỉ còn tiếng nước chảy, gió thổi và lá xào xạc. Ánh mắt tôi chỉ còn nhìn thấy những vòm hang với những nhũ đá có nhiều hình thù kỳ quái, được tạc ngẫu hứng hay cố tình, điều này tôi không kịp cảm nhận rõ. Những hình thù đó vô cùng hấp dẫn và chúng tạo nên nhịp đập rộn ràng trong trái tim tôi. Tôi nhìn thấy bóng những cây nam mộc và cầm hộ vĩ đan xen nhau trên sườn hang. Phía dưới xa xa, ngoài rìa hang là những thảm long thảo, loài cỏ thơm kỳ diệu, và giữa những thảm thơm đó thi thoảng nhô lên một vài cành giang thổ, lá nhỏ dài, hoa màu xanh nâu. Những cây nam mộc đứng thẳng mạnh mẽ, những chiếc lá hình bầu dục, phía trên bóng loáng dưới ánh nắng vàng, mặt dưới lông tơ mềm mại, soi trên nước. Những bông hoa nam mộc nhỏ xíu màu xanh lơ thơ đôi quả mọng chín màu xanh đen. Trong tâm thức tôi láng máng nhớ hồi nào, trong giấc mơ, vua cha phạt tội chàng học trò đốn củi vì đã chót lỡ chặt một cây nam mộc trong rừng đại ngàn, bởi đó là loài cây quý, chỉ được phép dùng làm cột trong cung điện. Nước chảy êm êm dưới mạn thuyền tôi ngồi. Nước tấu khúc hoan ca tạo nên bản nhạc linh diệu và vô cùng thân thiết.
Trong sát na đó, tôi bỗng thấy yêu bản thân mình hơn bao giờ hết. Đã bao lâu tôi bỏ mặc bản thể mình, bỏ mặc trái tim mình? Đó có phải là điều Phật hằng dạy chúng ta? Đấng tối cao có yêu bản thể Ngài không? Nếu Ngài không yêu bản thể chính mình, liệu Ngài có đủ sức mạnh và tình thương bao trùm nhân gian? Các bạn vừa nghe xong phần 3 câu chuyện của nàng thê của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.